Chỉ cần tìm đến Đông y, bệnh tật đau nhức ra đi chẳng còn. Y học cổ truyền Sài Gòn, an toàn uy tín làm tròn chữ tâm. Phòng khám y học cổ truyền Sài Gòn khám và điều trị các bệnh đau nhức xương khớp, da liễu, tai mũi họng, thần kinh, tiêu hóa dạ dày bằng phương pháp Đông y uy tín hàng đầu hiện nay. Đặt hẹn khám chữa bệnh qua website yhoccotruyensaigon.com. Shark Hưng, không phải ai khởi nghiệp cũng thành công, cứ làm thuê vài năm đi rồi tính tiếp. Shark Hưng chia sẻ với các bạn trẻ, đừng đưa khởi nghiệp làm lựa chọn đầu tiên. Có nhiều cách để làm giàu, không nhất thiết phải đứng lên làm chủ. Nếu xã hội này ai cũng làm chủ thì ai làm nhân viên cho bạn đấy? Là một tên tuổi đáng gờm trong giới đầu tư bất động sản, ông Phạm Thanh Hưng hay còn được nhắc đến với cái tên gọi Shark Hưng, phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sen Group, được nhiều người biết đến từ sau chương trình Shark Tank Việt Nam Thương vụ bạc tỷ. Trước khi có vị trí như hiện tại, ông từng làm thuê cho hai hãng xe hơi lớn là Ford và Toyota. Sau đó ông làm việc cho Bộ Khoa học và Công nghệ và một công ty tư nhân, rồi mới lập doanh nghiệp riêng và trở thành phó chủ tịch tập đoàn Sen Group. Vậy nên con đường khởi nghiệp của Shark Hưng được coi như nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ. Câu khẳng định đầu tiên mà Shark Hưng muốn chia sẻ với các bạn trẻ rằng không ở đâu khái niệm cách mạng công nghiệp 4.0 và khởi nghiệp được nhắc đến nhiều như ở Việt Nam. Ông cho rằng nhiều bạn trẻ Việt Nam đang đua theo phong trào khởi nghiệp trong khi chưa xác định được con đường cụ thể, và điều đó dẫn tới khủng hoảng thất bại. Shark Hưng tâm sự, những ngày đầu ra trường chỉ nghĩ sẽ kiếm được tiền từ một công việc làm thuê và chưa nghĩ tới chuyện khởi nghiệp. Bởi vậy ông đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ là đừng đưa khởi nghiệp lên làm quyết định đầu tiên, và phải nhớ rằng không phải ai cũng thành công vì khởi nghiệp. Shark Hưng đặt ra câu hỏi khiến nhiều bạn trẻ phải ngẫm nghĩ rằng, theo một kết quả nghiên cứu xã hội mới đây, giàu có bằng cách khởi nghiệp chiếm 51%, 22% giàu có bằng cách làm thuê tiết kiệm và 27% còn lại giàu có nhờ năng lực đặc biệt. Điều đó chứng tỏ không nhất thiết bạn phải khởi nghiệp để làm giàu. Nếu ai cũng muốn làm ông chủ thì ai sẽ là nhân viên? Vị cá mập này nhấn mạnh hai yếu tố suy nghĩ và hành động. Chỉ khi nào bạn tự tin vào ý tưởng khởi nghiệp và có kế hoạch hành động thì khi đó hãy khởi nghiệp. Đối với ý tưởng khởi nghiệp, Shark Hưng đưa ra gợi ý nên bắt nguồn từ những điều nhỏ trong thực tế và phải giải quyết được một vấn đề trong xã hội. Để tìm được ý tưởng hay tránh bị thất bại khi khởi nghiệp, Shark Hưng khuyên các bạn trẻ nên đi làm thuê kiếm tiền mưu sinh vài năm trước để học hỏi kinh nghiệm, sau đó khởi nghiệp cũng chưa muộn. Bên cạnh đó, việc tìm cộng sự cũng vô cùng quan trọng. Ông ví việc này giống như việc chọn mua một đôi giày. Ông nói rằng, chúng ta lúc nào cũng mua một đôi giày có hai chiếc bên trái và phải, nhưng chúng phải cùng một thương hiệu, cùng một đẳng cấp. Chọn cộng sự cũng y như vậy, chúng ta cần tìm người nào có cá tính, năng lực ở lĩnh vực khác mình để họ bù đắp, bổ khuyết, nhưng phải cùng quan điểm, chí hướng. Không thể trong cuộc họp, mỗi người một ý, không thể đi đến thống nhất được. Đặc biệt với tính cách của người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung, rất duy tình, dẫn tới nể nang nhau, đây là điều cấm kỵ khi làm việc cùng cộng sự. Shark Hưng khẳng định giữa những người làm việc chung cần một chữ song phẳng và xác định quyền quyết định thuộc về ai ngay từ ban đầu hợp tác. Ngoài ra, ông cũng không quên nhắc nhở các bạn trẻ hãy đặt câu hỏi cho bản thân trước khi chọn ai đó làm cộng sự rằng, hãy tự hỏi mình rằng nếu một ngày nào đó họ không đồng hành cùng mình nữa thì mình có sẵn sàng tiếp tục đi một mình không? Nếu sẵn sàng, hãy chọn người đó, và khi họ đi cùng nên công nhận công sức của họ, ghi dấu trên con đường mình đã đi. Theo Hiền Văn, Shao Star, CafeBeat.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tham khảo tủ sách khởi nghiệp làm giàu trong chương trình khuyến mãi giá tốt tại Fahasha. Truy cập link shorten.eaz tại comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này.